Okay, đây là cây sảng các bạn nhé. Nhiều người thì gọi là cây sảng, có những người thì lại gọi là cây xương cá. Đây là một cái loại cây rất là hay có những kiểu hâm hố như này. Thì thường thường là cái phần lõi của nó bị lũ hết. Đây thì mình đang sử dụng cái máy rửa xe Kachi MK192 mà mình cũng có review ở trong cái kênh này. Mình đang sử dụng cái máy này để xịt rửa cái phần bên trong của cái cây. Cái cây này thì mình cũng mới khai thác ở trên rừng về, cho nên là ở bên phía bên trong ấy thì nó có nhiều các cái mối rồi là đất, xong là những cái mục nát thì mình tiến hành là vệ sinh nó đi, kể cả bên ngoài cây cũng vậy. Đây thì mình đã điều chỉnh cái lượng nước đi ra cho nó yếu hơn đi, cho nó tòe ra như kiểu để tưới cây ấy. Nhưng mà vẫn là cái áp lực nó cũng tương đối là mạnh mạnh hơn một chút. Mình cũng chưa giảm hết cỡ. Nếu mà giảm hết cỡ đi thì nó sẽ ra một cái bụi mù, nhưng mình dùng để tưới cây, phun cây thì rất là ok với cái máy rửa xe này. Đây, cái cây thì mình rất là thấy là ưng ý, cái cây nó có hầm hố mà nó có chiều cao nhìn rất là đẹp. Cái này cái vỏ của nó có màu sáng. Nó ở trên rừng lâu nhưng mà nó bị bệnh. Mình đang tiến hành vệ sinh nó bằng chính cái máy rửa xe mà mình cũng vừa review trong cái video trước đây.